Hello, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với channel của Thiên Vũ Audio. Ở những video lần trước, anh Vũ đã có là một cái review về một cái dòng sản phẩm dành cho Bull là một RO8, đó là chiếc túi. Nhưng mà đó chỉ là cái bản thử thôi. Và hôm nay mình chính thức thông báo với mọi người là phiên bản túi Bull là một RO8 đã có mặt tại Thiên Vũ và là mẫu hoàn thiện nhất, mẫu chỉnh chu nhất dành cho tất cả mọi người. Cùng đón chờ xem mẫu túi này sẽ có gì đặc biệt nha. Như mọi người thấy, đây chính là cái phiên bản túi hoàn thiện có cái thiết kế cũng như là về cái form dáng chuẩn nhất mà hiện tại Thiên Vũ đã cho ra mắt. Thì ở cái phiên bản lần này á, thì mọi người thấy được nè, ở những cái phần dây kéo rất là mượt mà, và chất liệu vải được làm từ chất liệu vải tarpaulin. Đây là một cái chất liệu vải chống thấm, chống nhiệt và đặc biệt hơn nữa còn chống chảy xước nè mọi người. Chúng ta có thể hoàn toàn cào cấu hay là làm cái gì đó, bất cứ gì đó cũng chống chảy xước rất là tốt nha. Chứ còn chùi cái là xong à, không có gì hết. Thì với chất liệu này thì dù cho mọi người có đi gặp những cái vật thể gì đó hay lõ quẹt qua thì nó cũng hạn chế rất là nhiều. Trừ khi mà chúng ta cầm dao mà chúng ta cào cấu thì nó hư, thì cái đó là do là vấn đề gìn giữ thôi. Thì đối với sản phẩm túi này thì thật sự thì nó đã qua tới 3 lần để mà xét duyệt đó mọi người. Cái phiên bản đầu tiên khi mà trước khi mà hình thành túi thì cũng có ngồi lại, cũng có nghiên cứu làm sao để cho nó ra được một chiếc túi mà giữ form dáng tốt nhất. Tới lần thứ hai thì ra được cái mẫu túi thì nó ra được cái form rồi. Tuy nhiên thì nó vẫn còn thiếu cái độ cứng cáp, thiếu về cái chất liệu bên trong. Những cái phần dây kéo để mà cho nó mượt mà nhất khi mà chúng ta sử dụng á, thì ở cái phiên bản lần thứ ba này nó đã được fit hoàn toàn. Về phần dây kéo rất là mượt mà, bên trong được thiết kế chỉnh chu từng đường chỉ, đường may. Thì với cái sản phẩm này thì Thiên Vũ hoàn toàn tự tin bảo hành cho khách hàng về những cái chất liệu như là những cái đường chỉ nè, những cái dây kéo nè, những chất liệu vải nếu mà nó có bị bong tróc hay gì đó thì Thiên Vũ, mọi người đem qua Thiên Vũ bảo hành free cho mọi người về cái phần này. Thì ở cái phiên bản lần này á, mọi người thấy được thì có trang bị cho chúng ta một cái bánh xe. Thì cái bánh xe này á, mình cảm nhận thấy là rất là mượt. Đối với những cái địa hình gồ ghề thì đi rất là mượt, lướt rất là nhanh. Tí nữa đem ra ngoài để mình sẽ test trực thực tế luôn cho mọi người. Không có nói điêu, không có nói xạo. Thì mọi người có thể thấy được nè, đây chất liệu vải này, chất liệu chống thấm nha. Trời mưa, trời gió gì đó thì nó cũng chống được phần nào, nó không có ảnh hưởng vào bên trong sản phẩm. Thì ở đây thì mình, Thiên Vũ cũng có thiết kế cho mọi người những cái quai sách, và những cái quai sách này nó được ôm sát vào sản phẩm tạo cái sự sang trọng. Lúc đầu thì đối với những cái túi khác thì nó có thể nó sẽ làm những cái túi quai sách nó bự ra cầm nắm cho chắc, nhưng mà ở đây cái phiên bản này là cái túi sách này, mọi người thấy nè, nó có cái quai sách nó ôm form vào nhau. Khi mà mình kéo ra mình nắm thì nó cũng chắc tay, bởi vì nó có cái độ bệ rồi. Cầm vô và tổng cộng thì nó sẽ có, để coi, 1, 2, 3, 4, 5 cái quai sách nha. Chúng ta khi mà đi đối với những cái trường hợp mà nó không thể nào mà đẩy được á, qua suối hay là qua sông gì đó, không, thường suối thôi chứ sông qua không được đâu, thì qua suối á, thì mọi người không thể nào mà đẩy xuống được, thì mọi người có thể là xách như vậy. Ở đây thì mình có thể chia ra một người xách ở đầu này, người xách ở đầu kia, xách như vậy ha, người xách nắm đây, người nắm đây. Hoặc là chúng ta có thể nắm ở đâu đó để chúng ta đem qua tới những cái địa hình nào mà có thể đẩy được thì chúng ta sẽ đẩy. Tiếp đến thì mình sẽ coi ở phần bên trong coi nó làm sao. Thì ở đây nó sẽ có những cái móc. Mình tháo ra ha. Cái túi này là cái túi phiên bản cứng cáp nhất. Cái form dáng nó được giữ chắc chắn nhất. Nó không có xòe xà, nó không có vặn vẹo như những cái túi phiên bản trước. Phải chỉnh chu thì mình mới dám đem ra để mà mình bày bán cho khách hàng. Chứ không có thể nào mà bán cho khách hàng một cái túi mình nó thiếu chất lượng. Mọi người thấy được nè, chất liệu vải bên trong.
ở những cái bên trong này nó cũng có cái ngăn. Cái ngăn trong này là mọi người để hai cái thanh lo. Ngăn này để hai thanh lo ở trong này. Đó, thì ở đây mình học theo mấy cái, mình tận dụng theo như những cái bộ micro mà người thấy được. Là những cái hộp micro nó thường sẽ có cái phần mút như này để nó giữ, nó bảo vệ micro rất là tốt. Đó, thì mình cũng tận dụng cái phần mút đó, mình sẽ cũng áp dụng vào cái này. Để khi mà chúng ta đưa cái phần hai thanh lo vào, nó sẽ giữ hai thanh lo cố định luôn. Và nó bảo vệ cái phần lo nó không bị ảnh hưởng khi mà mọi người trong quá trình vận chuyển. Đó. Và ngoài ra thì ở cái phần chính giữa ngăn này nó cũng có một cái lớp mút rất là dày, để cho nó tạo cái độ êm khi mà chúng ta lắp vào. Đó. Nó vừa giữ phong dáng tốt mà nó cũng giúp cho cái túi mình nó cứng cáp hơn, nó bền bỉ hơn. Đó, dây kéo rất là xịn nha mọi người. Đó, hoàn toàn kéo là không có bị hết. Đó, ở đây nó còn có một cái ngăn. Cái ngăn này là cái ngăn để chúng ta có thể để micro nè, để những cái vật liệu như là micro, dây nguồn, đó, hay là cục thu sóng gì đó để vô đây. Đó, thì khi mà chiếc lo chúng ta đặt vào đây á, thì nó còn một cái khoảng nữa, nó còn một cái khoảng hở nữa để cho mọi người có thể đặt những cái mixer T4S hoặc là những cái mixer có cái kích thước lớn, thì nó cũng tương đối nó đặt vào đây rất là dễ dàng. Đó, tất cả mọi thứ đặt vào trong một cái túi. Đó, mình đánh giá cao về cái chất liệu cũng như là cái thiết kế của túi này. Thì nói chung á, thì khách hàng đã bỏ ra 30 mấy triệu để mà mua một chiếc lo, thì làm sao mình phải có một cái túi nó chỉnh chu nhất, nhìn nó sang trọng nhất, để mà khi mà mình sử dụng á, tạo nên cái giá trị của cái lo, nó không làm mất cái giá trị của cái lo. Đó, mà nó nhìn nó cũng gọn gàng, tất cả mọi thứ đưa vào một cái. Đó. Ok mọi người, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mọi người đặt lo vào bên trong như thế nào ha. Ok mọi người, thì đầu tiên thì mình cho cái túi nó nằm xuống ha. Đó, túi này nó chống chày chống xước nên mọi người hoàn toàn có thể đặt nó nằm xuống. Đó, thì chúng ta sẽ mở ra, các bạn quay sát vào xíu nha. Chúng ta sẽ mở ra ha. Mở cái phần này ra. Đó. Đó, mình mới tháo hai cái thanh nối nè. Bỏ vào. Cái phần ngắn thì để phần lo ha. Đó. Còn phần này thì mình sẽ để phần thanh. Vô hết rồi, đậy lại. Đó, rất là mượt nha mọi người. Đi du lịch thì chúng ta hoàn toàn có thể thoải mái. Đó, sau khi đặt xong rồi mình dẫn lên. Đó, mới đặt cái logo vô. Đó, vô form luôn. Đó, có vật liệu micro gì đó, có một cái micro gì đó mình sẽ để vô đây luôn ha. Cái đó mình sẽ đóng lại. Ở trên này mọi người thấy nè, còn một cái khoảng hở rất là lớn để cho mọi người có thể đặt bất cứ một cái gì đó vô đây. Đó, đóng lại. Đó, đóng lại thì chúng ta gài lại ha. Cái này nó sẽ giữ, giúp giữ cố định lo chúng ta, giữ form tốt hơn, chắc chắn hơn. Xong rồi, hoàn toàn ra form. Mọi người có thể hoàn toàn đẩy tới như vậy nè, như những chiếc vali vậy đó, hoặc là mọi người kéo rất là mượt mà. Bây giờ thì mình sẽ test cho mọi người cái độ mượt khi mà mọi người kéo ngoài đường ha. Ok. Đây. Kéo ra ngoài đường để mọi người hay test. Đó, đối với những cái trường hợp, những cái địa hình gồ ghề như vậy thì mình đẩy hoàn toàn được ha. Nó không có ngán. Thì cái bánh xe này làm cái chất liệu, chọn cái chất liệu này nó cũng tính toán hết trơn rồi. Đó. Bây giờ mình sẽ kéo đi nè. Đó.
Ê, đó, mình đẩy tới cũng rất là dễ dàng, không có khó. Đẩy tới đi bất kỳ đâu cũng dễ dàng nè. Ok mọi người, thì đó là sơ qua về cái chiếc túi Bô là 1R8 đã bày bán chính thức tại Thiên Vũ. Thì đây là phiên bản hoàn thiện nhất, phiên bản chuẩn form nhất và cái phiên bản tốt nhất dành cho khách hàng. Thì hiện tại chiếc túi này đang có giá là 3.990.000. Nếu mà khách hàng nào đã mua hàng tại Thiên Vũ thì sẽ được giảm giá trực tiếp lên đến là 20%. Còn khách hàng mới thì mình sẽ giảm 10% cho khách hàng. Và đặc biệt hơn thì Thiên Vũ hình như cũng có đang có chương trình ưu đãi, đó chính là khi mà mọi người mua lo Bô là 1R8, mua thêm micro, mua túi nguyên combo vậy chỉ có giá là 40 triệu thôi. Đó, mình sẽ được ưu đãi rất là tốt. Nếu mà mọi người quan tâm hãy bấm vào số hotline của Thiên Vũ là 0909397737 để được tư vấn một cách tốt nhất. Đó, thì video của mình đến đây là hết rồi. Nếu mà mọi người cảm thấy video hấp dẫn hay thì hãy bấm like, subscribe giúp kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.